Đây, chào cả nhà nhá. Hôm nay đưa quý vị đi ăn món bánh xèo. Bánh xèo miền Trung. Này bánh xèo miền Trung đúng không em? Này bánh xèo Bình Định này. Đây, bánh xèo Bình Định Cô Nguyệt. Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định nhá. Đây, xem mấy em nó làm này. Ở đây 6.000 một cái em. Đây sang bên đây nhìn em đã chiên này. Đây là tôm này. Này nhân bánh này, tôm này. Tôm rồi thịt bằm. Đây là cái đường bánh bánh quá này quý vị. Rồi, này sẽ thưởng thức con bánh xèo, nhìn thấy cũng hấp dẫn nha. 6.000 một cái mà một cái em ạ. Một cái là hai con tôm đúng không em? Một cái là hai con tôm đúng không? Bỏ nhiều dầu quá không em? Nhiều dầu bánh nó mới không nhé, mà chừng như hồi cái chỉ này dầu nó xuống tốt mà. À. Mà không có dầu là bánh nó bị dịch xém xém hết em á. À vậy hả? Chừng thỉnh thoảng như này là bánh nó xuống tốt dầu rồi. Ở trong nhà mà bà được kêu bánh cho biết ơi. Bán cả ngày luôn hả em? Bán từ 4 giờ tới 1 giờ. À, 4 giờ tới 1 giờ. Bán cả ngày luôn, tự bán cả ngày. Rồi sao có con tôm vậy? Dạ. Sao có một con tôm vậy? Hai con mà. Con tôm chứ thiệt, còn nếu mà đủ tôm không thì hai con. À vậy hả? Nếu mà không có thịt thì là hai con, có thịt bằm là một con. Cho anh thế nào mà nhiều tôm nhá. Đúng rồi, ai vậy hả? Anh em vô rồi hả? Rồi chúng ta sẽ vô thưởng thức món bánh bánh xèo miền Trung nha quý vị. Rồi mời cả nhà nhé, hôm nay chúng ta sẽ đưa quý vị đi ăn bánh xèo miền Trung. Nhiều bẻ lắm. Nhiều bẻ lắm. Đây là đeo bạn heo đi ăn bánh xèo miền Trung. Bạn heo bạn giờ bạn không ăn đâu, ú rồi bạn sẽ ăn ăn trâu rồi nhé. Còn mình ăn bánh xèo đúng không? Đeo bạn heo thì ăn trâu với nước mắm thôi. Anh ăn ớt không? Rồi, cả nhà này đi trâu thì có này, trâu này là xoài nhé. Thank you.
Thank you.
Rồi, chào cả nhà nhé. Chào cả nhà trong những video tiếp theo nhé. Bạn Heo chào cả nhà đi. Bạn Heo bị lở miệng, long móng lở mồm. Thank you.